Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tiệm đồ cổ Á Xá của tác giả Huyền Sắc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 2 Huyền Sắc Chương 11 Lục Bắc Kỳ 1 1 Hồ Hợi đứng trong phòng lớn, căn phòng trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng không bài trí nhiều, làm cho người ta liếc mắt nhìn có chút trống trải mà trên mảng tường trước mặt hồ hởi treo đầy các loại cổ đao có nhiều vết dì xét nhưng có những loại vẫn sắc bén như xưa hàn khí bức người hồ hợi hài lòng nhìn những thanh cổ đao này khi còn nhỏ hắn không thích loại binh khí như đao dù sao vẫn cảm thấy lưỡi đao ba máu tươi quá mức sắc bén sát khí quá mạnh nhưng đến cuối cùng là từ lúc nào hắn lại thích siêu tầm cổ đao mặc dù đao kiếm sắc bén nhưng không phải là hung khí quan trọng là nằm trong tay ai. Nó có thể sử dụng để giết người, cũng có thể dùng để bảo vệ người thương. Đúng rồi, lúc Hoàng Huynh nói với hắn những lời này, hắn bắt đầu thích siêu tầm đao. Nhưng mà, cho dù có siêu tầm nhiều cổ đao như vậy, nhưng không thể bảo vệ được người. Thậm chí ngay cả Hoàng Huynh, cuối cùng cũng chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén. Chim nhỏ màu đỏ đứng trên vai hồ hởi, vừa dùng miệng trải lông, vừa coi thường nhìn đồng loại lạnh lùng trên tường nó mới là cây đao mà chủ nhân thích nhất những loại này còn kém xa lắm hồ hợi nhìn những lưỡi dao sắc bén trong phòng nghĩ đến hắn vẫn luôn muốn có một thanh đao vẫn biết có một thanh ngữ đao để mài ngọc ở trong á xá nhưng người nọ lại đem ngữ đao chân quý tiện tay tặng đi chẳng lẽ đối phương lại dùng thủ thuật che mắt sao nếu không thì vì sao cửu long bôi không hút đi linh hồn bác sĩ hoàng huynh cũng không tỉnh lại bác sĩ kia thật sự không phải hoàng huynh truyền thế sao mà là người kia mới đúng tính toán tuổi tác quả thật là phù hợp hồ thiếu gia lần này kỳ hội vẫn còn theo thường lệ sao thanh âm già nua vang lên ngoài phòng trong giọng nói còn kèm theo vài tiếng ho tê tâm liệt phí hồ hợi từ dòng hồi ức giật mình tỉnh lại nhìn mảng tường treo đầy cổ đao nheo cặp mắt đỏ rực thản nhiên nói cứ cử hành như thường lệ ta nhớ cũng ngươi cũng cần lúc đến kỳ hội. Đa tạ hồ thiếu gia dù lòng thương, thanh âm gia nua càng thêm kích động, âm thanh ho khan càng không khống chế được, vội vã xin lỗi rời đi. Hồ hợi nhíu mày, nói thêm một câu, được rồi, lần kỳ hội này nhớ mời một người. Xin hồ thiếu gia dặn dò, âm thanh già nua mang theo sự kinh ngạc, nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên thấy thiếu gia chỉ đích danh yêu cầu người nào đó có mặt người đó có tên là hồ hợi nhếch đôi môi mỏng mỉm cười nói lục tử cương hai lục tử cương từ xe ngựa đi xuống cậu đi đường vất vả từ bắc kinh đi máy bay đến tây an rồi ngồi ô tô mấy tiếng đồng hồ cuối cùng ngay cả đường cũng không có cậu không thể làm gì khác là mướn một chiếc xe ngựa mới tiếp tục đi được ở trong núi sóc này hơn 3 giờ xe ngựa mới đến được nơi nguyên nhân là trong nhà cậu có một vị chú họ qua mẹ cậu để cho cậu đi một chuyến. Thật ra cũng là chú họ hàng xa 1800 dặm, theo mẹ cậu nói, khi còn nhỏ cậu đã gặp qua. Nhưng lục tử cương lục lọi trong ký ức của mình, cũng không cách nào nhớ ra người chú họ có dáng dấp cao thấp thế nào. Nhưng mà dù sao cũng là thân thích, người nhà đã mở miệng, hiển nhiên cậu không thể từ chối. Làm cậu đi một chuyến thật xa, chắc chắn là biết thân phận công việc của cậu, để cậu xem đồ cổ gì đó. Tuy rằng Lục Tử Cương mệt muốn chết, nhưng lập tức sốc lại tinh thần. Cậu sờ tay vào ngực, lấy ra một thanh đao nhỏ màu đen cầm trong tay. Nói đến cũng thật kỳ lạ, vốn là cậu buồn ngủ không thôi, nhưng vừa cầm thanh đao trong tay thì tinh thần tỉnh táo rất nhiều. Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời khuất sau núi. Ánh sáng ngoài rừng từ từ biến mất, ban đêm núi rừng càng thêm vài phần tiêu điều. Lục Tử Cương thấy xe ngựa đã dừng lại, lúc này mới cất ngữ đao ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy núi rừng che chắn cho môi biệt thự mang phong cách cổ xưa bất ngờ xuất hiện trước mặt trước cửa đèn lồng trong bóng đêm yếu ớt phát ra ánh sáng màu hồng chiếu sáng hai con sư tử bằng đá đứng sừng sững lặng im trước cửa nhìn thoáng qua môi biệt thự suýt làm lục tử cương tưởng mình xuyên qua thời không nhưng khi nhìn lại lục tử cương mới phát hiện đứng trước cửa là một người đàn ông mặc âu phục thất cà vạt nơi này căn bản là có một người giàu có xây dựng biệt thự giả cổ mà thôi. Lục tử cương xuống xe ngựa, người kia liền giúp cậu cầm hành lý, đồng thời thanh toán tiền xe ngựa. Lục tử cương lấy di động ra muốn gọi cho chú họ một cuộc điện thoại, nhưng chợt phát hiện ra ở nơi này không hề có sóng điện thoại. Không phải di động có tiếng là có thể phủ sóng toàn cầu sao? Lục tử cương cũng không quá để ý, cầm di động dứt khoát bỏ vào trong túi quần theo người nọ đi vào biệt thự. Vừa vào cửa, Lục Tử Cương cảm thấy kinh hãi, bởi vì cậu thấy đình đài lầu các mô phỏng theo kết cấu kiến trúc gỗ thời Tần Hán. Bình thường, người thời nay dùng kiến trúc giả cổ đều lựa chọn thời Minh Thanh, biệt thự mô phỏng thời Tần Hán tương đối hiếm thấy. Nhưng kiến trúc này dùng kiểu xà ngang, kiểu xuyên đấu thậm chí ngay cả phương pháp kết cấu giếng khô, chắc chắn là phong cách kiến trúc thời Tần Hán không thể sai được nhưng lại rõ ràng là có gạch tần ngói hán, nếu không phải sắc trời quá tối, không chừng còn có thể xem được hoa văn trên mặt ngói. Chủ nhân của biệt thự này bạo tay thật, tự đáy lòng lục từ cương rất khâm phục, theo cây cổ thụ cao vút trong biệt thự, có thể nhìn được niên đại lâu đời của ngôi biệt thự này. Nhưng lục tử cương không cho rằng ngôi biệt thự này được xây vào thời tần hán, dù sao cũng đã trải qua hai ngàn năm mưa gió dập vùi, thử thách chiến tranh kiến trúc sừng sững không ngã, có lẽ Trung Quốc chỉ có vạn lý trường thành. Hơn nữa, trong đó còn có những triều đại tự mình xây thêm, bằng không thì hơn phân nửa cũng sẽ hóa thành bụi bặm và đá sỏi. Lục Tử Cương nhìn xung quanh, dường như phát hiện bố trí của ngôi biệt thự này có chút kỳ lạ, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị đưa vào phòng trong. Ở đây đèn đuốc sáng trưng, đã hơn 10 vị khách đến, đang ngồi xung quanh bàn vuông uống trà nói chuyện phiếm nói chuyện hăng say, thấy Lục Tử Cương đẩy cửa bước vào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Lục Tử Cương thấy trong phòng nhiều gương mặt xa lạ, liền ngây ngần cả người. Tiểu Cương, cuối cùng con cũng đến, tất cả mọi người đang đợi con đó. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi từ chính giữa đứng lên, nói giọng thiểm tây nặng. Mặc dù Lục Tử Cương lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng quê mẹ là ở thiểm tây. Cho nên dù không nhận ra người đàn ông trung niên này, cũng đoán ra được đây là chú họ nhà mình, vội vã chào hỏi. Chú họ cũng không khách sáo với cậu, quen tay túm áo kéo cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh, sau đó không để ý cậu có thể nhớ rõ không, bắt đầu từ vị trí chủ vị, theo chiều kim đồng hồ giới thiệu các vị ngồi trên bàn. Lục Từ Cương gặp qua từng người, làm cho cậu có ấn tượng sâu sắc nhất, là một ông cụ và một cậu thanh niên. Ông lão này nhất định là chủ nhân của ngôi biệt thự này, mọi người gọi ông là Dư lão. Nhìn qua cũng khoảng 7, 80 tuổi, sức khỏe không tốt, bình thường còn liên tục ho khan. Mà cậu thanh niên ngồi bên trái ông, tóc bạc mắt đỏ, thật sự là tuấn mỹ vô song, thế gian hiếm thấy. Bởi vì màu tóc và màu mắt khác với người thường, tuy là biết chắc chắn người này bị bệnh bạch tạng, nhưng ít khi thấy đàn ông để tóc dài như vậy, Lục Tử cương nhịn không được nhìn mãi. Có lẽ vì cậu đến muộn, nên những người này đã sớm biết thân phận của cậu. Trong đó có một cô gái hơn 20 tuổi dơ chén trà lên cười mỉm hỏi, chú Lý, tên cháu trai của chú thật kỳ lạ nha. Lại gọi là Lục Tử Cương, có tên y như vị mài ngọc sư tài ba trong lịch sử, không biết có mang côn ngữ đao bên người không? Lục Tử Cương nghe được ba chữ côn ngữ đao, tuy rằng biết đối phương đang nói giỡn, nhưng lại vô thức sờ túi quần bên hông, trên người cậu thật sự là có ngữ đao. Bởi vì đã được giới thiệu qua, Lục Tử Cương nhớ rõ tên cô gái này là Hạ Thiển, là phóng viên tòa soạn báo, lần này cùng chồng của cô là Ngụy Trác Nhiên đến. Cô gái tên Hạ Thiển này có ngoại hình rất đẹp, tóc ngắn hai lai uốn lên nhìn rất dễ nhìn, trang điểm tinh tế, ăn mặc thời thượng, rất có cảm giác đô thị âu eo. Chồng của cô là Ngụy Trác Nhiên ngồi bên cạnh cầu, cũng có tướng mạo xuất chúng tuổi trẻ tài cao, trai tài gái sắc nhưng lại chênh lệch hiển nhiên ngụy trác nhiên là bị vợ kéo đi tiếp khách trên gương mặt khôi ngô tuy lộ dáng cười nhưng ánh mắt để lộ sự xa cách và lạnh nhạt vì tên này mà từ nhỏ đến lớn lục tử cương không biết bị bao nhiêu người giễu cợt nên lúc này cũng không thèm để ý thuận miệng giải thích ai kêu cậu có một người cha si mê các nhà khảo cổ học nghe đâu lúc cậu được sinh ra cha cậu đang mê mẩn nghiên cứu đồ ngọc của lục tử cương vì thế nên dơ bút lên viết tên cậu là Lục Tử Cương. Đùa giỡn như vậy, kéo gần khoảng cách xa lạ giữa những người mới quen, Lục Tử Cương cũng nhận ra những người tham dự mặc dù đủ loại tuổi tác tầng lớp, nhưng cũng đều là những người trong nghề, bằng không những người bình thường sẽ không biết Lục Tử Cương là người thế nào. Mà hôm nay chúng ta gặp nhau nhất định là có duyên đó. Trong phòng này ngoài anh Lục ra, còn có hồ hợi nữa. Ha ha! một thanh niên sắp xỉ tuổi với lục từ cơm cười hì hì nói ra người này gọi là lâm nghiễn là sinh viên của một chuyên khoa lịch sử của một đại học nổi tiếng ngồi kế bên anh ta là anh song sinh lâm mặc hai người bọn họ một tĩnh một động lâm nghiễn mặc bộ quần áo thể thao hiệu nike còn lâm mặc thì lại mặc áo kẻ sọc và quần jean hai người mặt mày thanh tú vừa thấy liền biết đây là nhân vật làm mưa làm gió trong trường lúc này con người lâm nghiễn hiện lên vẻ tinh quái vừa nói vừa nhìn về cậu thanh niên ngồi cạnh dư lão. Lúc vừa rồi Lục Tử Cương nghe chú họ giới thiệu, chợt nghe thấy người thanh niên tóc trắng mắt đỏ khôi ngu này tên là Hồ Hợi, còn tưởng là chỉ đồng âm mà thôi, không nghĩ tới thực sự là hai chữ Hồ Hợi. Thấy đối phương không có ý nói tiếp, vẻ mặt lạnh lùng, Lục Tử Cương không biết trả lời làm sao, chỉ là nói vài câu thật trùng hợp, thật trùng hợp, lại thay đổi chủ đề câu chuyện. Một bàn 12 người Lúc Lục Tử Cương đến sau mọi người, tôi tớ bên ngoài đã đem trà xuống, đem rượu và thức ăn lên. Lục Tử Cương chịu sóc này suốt một ngày, đã sớm đói đến khó chịu, không nói gì nữa, chỉ tập trung lấp đầy bụng. Ngôi biệt thự này phong cách lạ thường, mua rượu và thức ăn cũng có nguồn gốc nổi bật, mỗi món ăn đều tràn đầy sắc hương vị, chất chứa ngụ ý. Lục Tử Cương không có nghiên cứu đến thức ăn, vừa ăn vừa nghe Lâm Nghiễn nói về truyền thuyết của hoa quế ngọc liêu ly củ sen, khẩu vị tốt hơn. Rượu quá ba vòng, bầu không khí càng thân thiện hơn, lục tử cương ăn no tám phần, buông đũa xuống, nhàm chán bắt đầu quan sát chung quanh. Phòng lớn bố trí rất kỳ quái, kiến trúc dạng xà là xà dựng trên cột, trên xà lại có xà, cũng gọi là dạng xà trống lên nhau. Nhưng phòng lớn này lại có kiến trúc hình vuông hiếm thấy, hơn nữa rộng đến dọa người nhưng bốn phía đều được ngăn cách bởi bình phong gấm tô châu hai mặt cho nên thoạt nhìn cũng không bất ngờ lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm trong phòng chỉ có một bức bình phong trong đó có bốn ngọn đèn cung đình dịu dàng chiếu sáng tăng thêm vài phần cổ xưa nhưng lục tử cương nhìn bình phong bị đèn cung đình chiếu lên tạo thành chiếc bóng bắt đầu nhấp nhô lung lay tại chỗ trong ngực có cảm giác bất an khó nói nên lời trong phòng ăn chú họ tiện thể nói mục đích gọi lục tử cương tới. Chủ nhân của biệt thự này dư lão ngồi ở đây có tiếng tăm rất lớn, đã từng ở bảo tàng quốc gia khi nó thành lập, đóng góp rất nhiều đồ cổ. Lúc này lục tử cương mới đem ấn tượng về dư lão và ông cụ gần đất xa trời có liên quan đến nhau. Ở trong giới này, dư lão rất nổi danh, dư lão thích cách một khoảng thời gian mời một vài người đến tụ họp, đem mấy thứ đồ cổ siêu tầm được để chuyên gia bình luận lục tử cương chỉ biết là mấy năm trước chú họ phất lên nhờ một khoản tiền phi nghĩa nhưng không biết làm thế nào mà quen biết dư lão thật vất vả mới có cơ hội này chắc là chú họ cậu biết chính mình không đủ học thức vừa lúc dư lão cho phép có thể dẫn người nhà đến nên mới nghĩ đến cậu là cháu họ xa đang công tác tại viện bảo tàng quốc gia ít nhất còn có thể giữ gìn thể diện không phải sao lục tử cương nghe và nguyên nhân cậu suy đoán trước đây không khác nhau lắm liền chấn định lại thật ra cậu rất thích ở đây ngoại trừ giao thông khó khăn nhưng ngôi biệt thự này giống như rời xa thế ngoại đào nguyên từ lúc cậu đến cho tới bây giờ cũng không thấy có chút gì hiện đại hóa tất cả đều là rừng rậm dường như tách khỏi thành thị cốt thép làm cậu sùng bái người phục cổ văn hóa không ngớt rất nhanh ăn cơm xong người hầu nhanh chóng đi lên dọn dẹp tiệc rượu lại bưng lên trà bích loa xuân thượng hạng đã pha xong say rượu làm mọi người mất đi phần xa lạ như trước trong đó có một người đàn ông hơn 40 tuổi gấp gáp thúc dục, dư lão, hôm nay lấy bảo bối gì ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt đây. Người đàn ông này tên là Nghiêm Ngạo, vóc dáng thô gầy, màu da đen sẫm, chán có nếp nhăn thật sâu, trên mũi đeo mắt kính gọng vàng, mặc quần áo rộng thùng thình, trên tay mang chuỗi hạt cỡ quả trứng cút. Có người nói ông ta là người phụ trách bán đấu giá, có quan hệ rất tốt với dư lão, cho nên nói chuyện cũng không cần chú ý đôi khi dư lão còn nhỏ giọng ho khan, làm cho người ta không khỏi lo lắng thân thể ông có thể còn chịu được nữa hay không. Lúc này cô gái ngồi bên tay phải cười khanh khách mở miệng nói, anh nghiêm xin bình tĩnh đừng nóng này, hôm nay chỉ có một món đồ cổ xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mọi người sẽ không thất vọng. Cô gái chỉ khoảng 20 tuổi hơn, khác với cô Hạ Thiền ngồi chỗ kia trang điểm dày, cô gái tên An Nặc này trông như hoa sen, trang điểm tự nhiên mái tóc dài thẳng mềm mại trên vai gương mặt như ngọc dương chi mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt làm cho người ta nhìn lại thấy dễ chịu lúc trước lục từ cương đã nghe chú họ giới thiệu qua biết cô gái tên an nạp này là trợ lý của dư lão trên bàn ăn chăm sóc dư lão rất cẩn thận nói chuyện lời vui như suối tuôn rất biết cách điều khiển bầu không khí lại cộng thêm tướng mạo trưởng thành khí chất ôn nhu đàn ông đang ngồi hơn nửa thời gian đều đặt ánh mắt lưu luyến lên người cô nghiêm ngạo vừa nghe xong lại càng tò mò tuy rằng anh ta và dư lão biết nhau không lâu nhưng người ta nói mỗi lần tụ họp ít nhất đều đem ra ba món đồ cổ để chuyên gia bình luận đêm nay chỉ có một việc đó chính là nói một món này chắc bằng giá trị của ba món đồ cổ lục tử cương nhìn chung quanh một vòng cảm thấy không riêng gì nghiêm ngạo tò mò mà mọi người đang ngồi ít nhiều đều lộ ra ánh mắt hứng thú đương nhiên là ngoài cậu thanh niên tóc bạc tên là Hồ Hơi cùng với người bị kéo đi cho đủ số lượng ngụy trác nhiên ra. Người trước đã biết 80% là cái gì mà người sau lại không cho là đúng. Dư lão khẽ phân phó ăn nặc vài câu, người phía sau đứng lên, đi qua bình phong đến thiên sành. Không lâu sau người mọi người chờ quay lại, trong tay cầm một hộp gỗ dẹt, cẩn thận đặt trên bàn mở ra. Mùi gỗ phả vào mặt, lục tử cương lại nhíu mày, Cậu không ngửi thấy mùi trống phân hủy vật liệu, chẳng lẽ sư lão không bảo tồn đồ cổ tốt sao? Cậu chăm chú nhìn lại, thoáng chốc mở lớn hai mắt, Lục Bắc Kỳ. Vẫn có người hô lên trước Lục Tử Cương, đó là vị học giả tên ngôn ngữ hơn 30 tuổi, có người nói anh ta viết một tuyển tập về đồ cổ, đang thu gom tài liệu xung quanh, lúc này anh ta rất kích động đứng lên, cả thân thể mập mạp run rẩy, lộ vẻ muốn đụng vào nhưng không dám tự ý đưa tay chạm vào. Lục Bắc Kỳ, Hạ Thiền đã lấy ra máy ảnh số, được ăn nặc cho phép, không ngừng quay phim chụp ảnh hộp gỗ trên bàn. Ánh đèn flash cực kỳ chói mắt, nhưng không ai chịu nhắm mắt, dù cho Ngụy Trắc Nhiên không hề cảm thấy hứng thú, cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Trong hộp gỗ chỉ có ba loại đồ vật, một bàn cờ bằng gỗ hình vuông, 12 quân cờ hình chữ nhật làm từ ngọc và 6 cây gậy trúc chế thành đũa. Ở giữa mặt bàn cờ khắc một khu vực hình vuông, và sử dụng nước sơn đỏ để vẽ bốn điểm, hai đầu chia làm ba vùng, trừ nhiều đó còn có một số đường cong. Quân cờ cũng không giống nhau, trong đó có năm quân cờ là Ngọc Hòa Điền, năm quân cờ là Ngọc Hòa Điền Đen, còn có hai quân cờ màu phỉ thúy bằng ngọc so với 10 quân cờ kia còn lớn hơn một chút. Đũa có sáu que, do ống trúc cắt thành hai nửa, thành mặt cắt hình cung. Quân cờ này rất giống với cờ mạt trược, hạ thiền vừa chụp, vừa lẩm bẩm. Nhìn đồ trước mặt như Lục Bắc Kỳ thật sự, Lục Tử Cương dưới ánh đèn flash cũng nhìn không được kích động đứng lên. "Chú họ bên cạnh cậu không nhìn ra đây là cái gì? Dưới bàn dùng đầu gối đụng chân Lục Tử Cương, muốn cậu nói vài câu." Lục Tử Cương lấy lại bình tĩnh, điều lúc này cậu muốn làm nhất là cầm Lục Bắc Kỳ trong tay để giám định, nhìn xem cuối cùng nó thuộc niên đại nào. Về phần thắc mắc của chú họ, cậu đang muốn sắp xếp từ ngữ để trả lời thì đã có một người mở miệng nói trước. Mấy thanh niên đang ngồi có mấy người không biết cái gì gọi là Lục Bác Kỳ, cho nên chú bên kia, một người đàn ông hơn 50 tuổi họ nhẹ vài cây giải thích nói. Thời xưa, Lục Bác Kỳ là một loại cờ, khá thịnh hành thời Xuân Thu Chiến Quốc và thời Tần Hán, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Theo nghiên cứu của các sử gia, sự thật thì Lục Bác Kỳ là ông tổ của các loại cờ bàn trên thế giới, như là cờ vua, cờ tướng, cờ Sogi Nhật Bản vân vân và các loại cờ bảy binh đều biến đổi từ lục bác kỳ mà thành. Người đàn ông trung niên có khí chất nho nhã này tên là Trần Miểu, nghe nói là chủ nhiệm của một thư viện tư nhân, cất giấu vô số bản lẻ của sách quý, thường xuyên được các học viện lớn mời đi làm tọa đàm, bắt đầu nói trầm bồng du dương, êm tai được ngay. Vậy lục bác kỳ này có lợi hại như vậy không? Lầm nghiễn trong cặp song sinh có chút không tin, Đúng là anh ta học lịch sử, nhưng nghiên cứu về phương diện nhân văn, nhưng Lâm Nghiễn tự nhận là trong đầu chỉ là so với người khác hơn mấy chục lần, không khỏi nghi ngờ cách nói của Trần Miểu, giáo sư Trần, nếu như Lục Bắc Kỳ lợi hại như lời ông nói, sao tôi có thể chưa từng nghe qua. Ngô Ngữ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, kích động chống lên cạnh bàn đứng thẳng, bĩu môi kiêu căng nói rằng, nhóc con vẫn là học thức nông cạn, cậu chưa từng nghe nói qua Lục Bắc Kỳ Vậy, từ bác dịch cậu nghe qua chưa? Bác dịch là một từ trong cờ vây. Đúng là của cờ vây. A, à, cái chữ bác trong đánh cờ kia, chẳng lẽ là chữ bác trong Lục Bác kỳ? Hạ Thiền ngừng chụp ảnh, che miệng ho lớn, cắt đứt lời Ngô Ngữ nói. Bị cắt ngang làm Ngô Ngữ nhíu mày, tuy rằng ghét lúc đang nói chuyện bị người khác xen vào, nhưng đối phương lại là một cô gái trẻ đẹp, ông cũng không nói gì thêm, tay vỗ bản chậm rãi ngồi xuống. Trần giáo sư nho nhã mỉm cười, tiếp tục chủ đề nói, trong luận ngữ dương hóa, có nói, bão thực trung nhật, vô sở dụng tâm, nan hĩ tai. Bất hiểu bác dịch giả hồ, vì chi do hiền hồ dĩ, một ước chừng bác dịch có xuất xứ rất sớm. Đại học giả Chu Hy thời Tống đã từng phê chu nói, bác, cục hí, dịch, vi kỳ giả. Hạ tiểu thư đoán không sai, hai chữ đánh cờ, ban đầu chỉ nói về lục bác kỳ và cờ vây một bão thực trung nhật vô sở dụng tâm nan hĩ tai bất hiểu bác dịch giả hồ vì chi do huyền hồ dĩ ăn no suốt ngày chẳng hết lòng hết sức vào việc gì thật là khó chịu sao không đánh cờ đi đánh cờ còn hơn là ở không như thế hơn nữa hai chữ bác dịch chữ bác ở phía trước chữ dịch căn cứ vào thói quen của người xưa đó chính là loại phổ biến của lục bắc kỳ so với cờ vây càng thêm rộng rãi hơn đôi mắt nhỏ của nghiêm ngạo lóe sáng, mong muốn dùng ít quang cẩn thận quét hình lục bắc kỳ. Thật xưa như vậy sao? Lâm Nghiễn nghe được càng sừng sốt, tuy rằng không hiểu về lục bắc kỳ, nhưng cậu biết sự quan trọng của cờ vây trong lịch sử Trung Hoa. Biết được trong lịch sử lục bắc kỳ còn phổ biến hơn cờ vây, cậu nhìn về hộp gỗ ánh mắt càng say mê hơn. Chồng của Hạ Thiền là ngụy trắc nhiên có suy nghĩ không bình tĩnh như những người khác, lời nói sắc bén mà hỏi, nhưng sao bây giờ mọi người lại không biết Lục Bắc Kỳ như cờ vây, có nguyên nhân gì sao? Lục Bắc Kỳ được phát minh từ rất sớm, theo nghiên cứu, trễ nhất là vào thời nhà thương, thịnh hành nhất là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc tới thời kỳ Tần Hán. Lúc đó Lục Bắc Kỳ là một món không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, còn sâu sắc khó hiểu hơn cờ vây, Lục Bắc Kỳ có tính chất canh bạc còn được truyền bá rộng khắp các tầng lớp. Thậm chí thời Tần Hán bậc bề trên như Hoàng đế, hay thấp kém như tiểu thương đều si mê không ngớt. Người tinh thông lục bắc kỳ, thậm chí có thể được hưởng chức quan trong cung, được mọi người kính nề. Nghiêm ngạo uống trà bích loa xuân đã nguội lạnh, than nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng khi đến thời Đông Hán, lục bắc kỳ bắt đầu suy sụp, cách chơi từ từ thất truyền, hiện những tư liệu đề cập đến đều rời rạc tàn mát, nói không tỉ mỉ, làm sao ném đũa, làm sao đi cờ, không thể hiểu rõ được. Về phần nguyên nhân cách chơi Lục Bác Kỳ thất truyền, có liên quan đến những người cải tạo lại nó. Sau đó lại xuất hiện cờ vua tinh tế, Lục Bác Kỳ dần dần bị đào thải. Giọng nói nghiêm ngạo hơi khàn, nghe trong phòng rộng càng có chút vắng lặng, dường như mọi người theo lời nói của ông ta, về đến thời đại mấy ngàn năm trước thời Lục Bác Kỳ thịnh hành, một nỗi buồn vô cớ không nói nên lời. Vậy Lục Bác Kỳ này của dư lão thuộc về niên đại nào? Chú họ cảm nhận được sự bùi ngùi của mọi người, mục đích của ông là muốn một lòng một dạ lấy lòng dư lão. Lục Tử Cương lấy lại tinh thần, biết ý của chú họ nhà mình, liền mở miệng giới thiệu nói, Lục Bắc Kỳ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến thời Tây Hán, hình dạng và cấu trúc không có gì khác nhau. Nhưng thời kỳ Đông Hán đã có một số đổi mới, đổi mới là Lục Bắc Kỳ gọi là Tiểu Bắc, trước khi đổi mới là gọi là Đại Bắc. Hai cái khác nhau chủ yếu là về số lượng đại bác có sáu đũa, tiểu bác có hai quỳnh, quỳnh với đũa có tác dụng như nhau, là dùng để ném. Này, hình dạng của quỳnh có nét giống xúc sắc hiện tại, chỉ là không phải sáu mặt, mà là hình cầu đa diện. Ôi, ôi, đó chính là nói lục bác kỳ này, rất có thể là đồ cổ trước thời Tây Hán sao? Chú họ có vẻ rất hưng phấn, giống như lục bác kỳ này và ông có gì đó liên kết với nhau. Không thể nào lục tử cương đem những lời nói này nuốt trở về trong bụng bốn chữ trước thời tây hán viết lên rất dễ nhưng qua mấy ngàn năm như vậy không thể nào bảo tồn đơn giản như vậy đặc biệt nhất chính là loại gỗ chắc là người đời sau phòng chế theo lục bắc kỳ nhưng xem ra cũng có thể có mấy trăm năm lịch sử lúc này lục tử cương không dám nhiều lời tuy rằng đa số đều là thanh niên nhưng người trong nghề rất nhiều người biết xem chắc chắn không phải là một mình cậu đối với niên đại của bản lục bác kỳ này hạ thiền không có hứng thú cô lật xem hình ảnh trong máy ảnh số bỗng nhiên phát hiện hô lớn này hình vẽ bàn cờ này nhìn qua cực kỳ quen mắt nghe cô nói như thế ánh mắt mọi người đều nhìn vào bàn cờ ngoại trừ lục từ cương đến chơi không rõ ra những người khác đều lần lượt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc a à, nặc dùng tay hất tóc dài rơi xuống trước ngực ra sau vai yêu nhã cười nói không sai bàn cờ này rất giống bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng của biệt thự này. Có thể nói, chủ nhân năm đó của ngôi biệt thự này nhất định là say mê Lục Bắc Kỳ, mới phỏng theo bàn cờ Lục Bắc Kỳ, xây nên ngôi biệt thự này. Mọi người đều cùng lúc hút một ngụm khí lạnh, đều nghe ra ngụ ý của Anna. Si mê chơi Lục Bắc Kỳ, vậy chỉ có thể là trong thời kỳ Xuân Thu đến Đông Hán. Nói như vậy ngôi biệt thự này lại có thể tồn tại ít nhất 2.000 năm. Lục Tử Cương mới hiểu được vì sao khi cậu vừa vào đây cảm giác được bố cục rất kỳ quái. Hiện tại chỗ bọn họ ngồi là trong phòng hình vuông, chắc là giải đất hình chữ nhật ở giữa bàn cờ. Mà xung quanh là từng đoạn cong, trùng với hai khu vực, e rằng đều tương đối ứng với hành lang cong và lầu các. An à Nặc vừa nói như thế, tất cả mọi người đều ngồi không yên, trước đây bọn họ chỉ dự đoán kiến trúc ở đây là mô phỏng theo phong cách thời Tần Hán để tạo ra, nhưng bây giờ suy xét lại, ở nơi xa xôi này, nói không chừng thật có thể tránh khỏi thử thách chiến tranh, hơn nữa người chủ lại cẩn thận tu sửa giữ gìn. Lùi một bước nói, kiến trúc gỗ không phải là được làm xong hai ngàn năm trước, nhưng vật phẩm bài biện trong biệt thự nói không chừng có thể được bảo tồn tốt. Lục tử cương bắt đầu nhìn bàn ghế, bình phong, thậm chí là chén trà trước mặt, sau đó thất vọng thu lại ánh mắt. Ít nhất trong tầm mắt cậu, chỉ có lục bác kỳ trước mặt là đồ cổ. An nặc mỉm cười nói, đêm nay chúng ta ở đây vừa đúng 12 người, Lục Bắc Kỳ cũng vừa vặn có 12 quân cờ, biệt thự này là bàn cờ Lục Bắc Kỳ, không bằng chúng ta tự trải nghiệm trò chơi Lục Bắc Kỳ thú vị này đi. Trải nghiệm thế nào, lầm nghiến tuổi trẻ sức lớn, chỉ mong sao có trò chơi, giống như là Harry Potter, cưỡi trên quân cờ vậy. Không khoa trương như vậy, tôi cũng không có phép thuật. An nặc bật cười bên môi nở nụ cười khả ái cùng má lúm đồng tiền. Chỉ là chơi cờ có hai người mà thôi, những người khác ở trong biệt thự đi lại một chút, sau đi ăn xong nên tản bộ một chút. Cô vừa nói như vậy, hơn phân nửa mọi người đồng ý, có người cảm thấy ngồi ở chỗ này lâu sẽ e ngại lễ tiết muốn rời đi, càng có người muốn mượn cơ hội này kiểm tra xung quanh biệt thự, tìm bằng chứng cổ xưa ở đây. Mỗi bên lục Bắc Kỳ có sáu quân cờ, một kiêu, năm tán, hai gọi là lục bác. Kiêu kỳ chính là vương kỳ, do dư lão và một người khác làm. Còn ném đũa chính là ném sáu thẻ tre, ai trên hình vòng cung có thể đi vài bước. Quy tắc rất đơn giản, không biết có ai hứng thú chơi một ván với dư lão không? An à nặc đứng lên, đem lục bác kỳ từ hộp gỗ ra. Động tác của cô cực kỳ tao nhã, vô cùng đẹp đẽ. Hai, một, yêu, năm, tán, quân cờ vua được gọi là kiêu, năm quân cờ còn lại gọi là tán. Đi cờ tại nơi có vòng cung trên bàn cờ thì được đi, dùng cách ném đũa để quyết định cờ đi bao nhiêu bước. Nhất thời không có ai lên tiếng trả lời, thanh niên không muốn cùng lão nhân chơi cờ, mà tuổi lớn hơn thì lại muốn đi xung quanh biệt thự một chút. Chú họ thấy không có ai hưởng ứng, lập tức tự đề cử. Ông muốn có cơ hội nói chuyện với dư lão, cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua. An à, Nặc vỗ vỗ tay, có người từ một bên đưa đến 12 cái bộ đàm. Cô phát cho mọi người, ở đây tín hiệu di động không tốt, một lát sẽ dùng bộ đàm liên lạc. Tại đây, dư lão có siêu tầm các loại cổ đao, một lát mỗi người cầm một món trong tay, bị người ta đoạt đi đao trong tay, đại diện là bị ăn tươi nha. Đương nhiên, yêu cầu mọi người phối hợp nghe theo mệnh lệnh từ bộ đàm nha. Cũng không có gì căn dặn đặc biệt, mọi người rút thăm chia tổ, tổ của dư lão có thanh niên tóc bạc là hồ hợi, an Nặc, hạ thiền, lâm mặc và mô ngữ, mà sáu người còn lại thuộc về tổ chú họ của lục tử cương. đôi vợ chồng và đôi anh em sinh đôi bị tách nhau ra, ngược lại thấy rất thú vị. mỗi người được phát một quân cờ có chu sa bút lông. lục tử cương nhớ kỹ không nên dùng viết đỏ viết tên của mình nhưng không rõ cách nói. lúc này thấy ai cũng làm vậy, cũng đè xuống nỗi bất an trong lòng cẩn thận viết tên mình trên quân cờ màu trắng. Lúc đưa quân cờ đi chọn đao, lục tử cương mới phát giác trong phòng đang mồi này trên tường có treo đầy các loại cổ đao của từng triều đại, hơn nữa đều có chung đặc điểm, không có vỏ đao. Sự sắc bén cùng dì xét lốm đốm trên lưỡi đao, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến toát lên sự sắc bén. Coi ra dư lão rất thích siêu tầm dao kéo, lục tử cương tùy tiện chọn một cây liễu diệp đao thời kỳ minh thanh rất phổ biến, xoay người đi ra ngoài. Ba, Lục Tử Cương đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt, bị gió đêm thổi vào mặt, mùi rượu tan biến không ít, sau khi phân biệt rõ phương hướng, dựa vào chỉ thị của chú họ trong bộ đàm, đi về phía Đông Bắc biệt thự. Đêm nay thời tiết không tốt, mây đen dày đặc che đi ánh trăng, bầu trời một mảng tối đen, tại hành lang gấp khúc của biệt thự treo đèn lồng chiếu xuống, bóng cây loang lổ, nhưng lại có chút u ám kinh khủng lục tử cương không tin vào quỷ thần theo cậu thấy trên thế giới này con người thật sự còn đáng sợ hơn so với ác quỷ ở đây rừng núi vắng vẻ không có tiếng ô tô ầm vang và đèn neon sáng lạn chỉ có hơi thở thuộc về thiên nhiên làm trong lòng cậu bất giác lắng xuống lục tử cương đi qua hành lang gấp khúc đi tới chỗ đã định trong lương đình đó là chỗ cậu được bố trí xem xét vị trí hoa viên phía sau đáng tiếc bây giờ trăng ẩn gió lớn ngoại trừ đèn lồng trong lưng đình ra, chiếu sáng được bàn ghế đá, bên ngoài tối đen cái gì cũng không thể nhìn thấy. Lục tử cương ngồi ở trên ghế đá, cảm thấy cầm liễu diệp đao trong tay rất khó chịu, dứt khoát đặt trên bàn. Có lẽ thanh đao này trước đây đã giết qua rất nhiều sinh linh, thấm nhiều huyết khí quá mức đau thương. Lục tử cương buông tay ra cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhớ lại lúc tinh thần hưng phấn khi cầm côn ngữ đao, lại không kìm chế được mà đem ngữ đao trong túi ra. Cầm ngữ đao lạnh lẽo vào tay, làm cả người cậu chấn động, có lẽ đao mài ngọc và đao giết người trời sinh khác nhau, mang ngữ đao bên người như mang theo luồng khí thanh sạch. Lục tử cương nhớ từ á xá đến ngữ đao, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, hiển nhiên vì tên cậu và vị mài ngọc sư tài giỏi trong lịch sử cùng tên. Ông chủ liền đem ngữ đao chân quý như thế tặng đi để đổi lấy nửa khối vô tự bi kia. Xem ra, ngữ đao này tự nhiên là so với nửa khối vô tự bi kia có giá hơn nhiều. Lục tử cơm vuốt nhẹ ngữ đao trong tay theo thói quen, đầu ngón tay lướt qua từng nét hoa văn trên thân đao, sau đó không giấu vết bỏ vào túi quần, lại ngẩng đầu lần nữa nhìn phía ngoài lương đình, mặt mang theo ý cười, là tới lấy đao sao? Đao ở trên bàn, cứ việc cầm đi là được rồi. Dựa theo quy tắc chơi lục Bắc kỳ, quân cờ không di chuyển sẽ bị quân cờ di chuyển ăn tươi cho nên vì vậy lục tử cương đoán mình đã bị knock out rồi nhưng chú họ làm sao vậy nhanh như vậy đã bị ăn rồi tuy rằng nói hạ quyết tâm muốn thua dưới tay dư lão nhưng cũng không thể rõ ràng như vậy được một bóng người thon cao chậm rãi đi ra từ trong bóng tối người nọ có mái tóc trắng thật dài rối tung ở phía sau lưng dưới ánh đèn lồng phản xạ ánh sáng màu trắng bạc như là quanh thân tỏa ra một vầng sáng màu bạc mái tóc dài màu trắng bạc theo động tác mà động như là nước chảy chập chờn làm người ta rung động. Lúc này mới lục tử cương mới để ý, người này mặc quần áo màu trắng, trên người còn khoác lên áo choàng liền nón màu đen, biên áo màu vàng rồng, loại vải và hoa văn này, dường như cậu đã từng thấy qua, nhưng nghĩ một lúc cũng không biết thấy qua ở nơi nào. Lục tử cương đối phương đi vào lương đình, hai tay trống trơn, rốt cuộc một cây đao cũng không có, không khỏi sừng sốt một chút, anh đã bị người ta giết rồi sao? lời này nói ra có chút kỳ quái nhưng quy tắc của lục bắc kỳ mà bọn họ chơi là ai bị đoạt đi đao có nghĩa là người đó chết lục tử cương không cảm thấy những lời này nói ra có chỗ nào mạo phạm nhưng cậu rõ ràng thấy thân hình hồ hợi dừng lại một chút đứng thẳng bất động trước bàn đá ha ha chỉ là một trò chơi thôi mà hồ thiếu gia đừng lưu tâm bởi vì hồ hợi đứng ở trước mặt cậu khuôn mặt giấu sau bóng tối đèn lồng chiếu không tới lục tử cương không nhìn thấy nét mặt trên mặt hắn bởi vậy từ giải thích trên bàn ăn cậu từng nghe ăn nặc gọi hắn ta là hồ thiếu gia bèn quyết định thử xưng hô với hắn như vậy lúc này cậu mới hiểu được cảm giác khó xử khi bạn bè gọi tên mình nhân vật nổi tiếng cùng tên với người bình thường thật sự rất khó gọi nhưng như thế nào cậu cũng không thể gọi một người thanh niên tóc trắng mắt đỏ ra tên của tần nhị thế được trò chơi sao hồ hợi cười khẽ một tiếng trong lòng ẩn chứa một chuyện rất phức tạp, lục tử cương chủ yếu nghe không hiểu. Hồ hợi ngồi xuống trên một chiếc ghế đá khác, đèn lồng chiếu vào mặt hắn, sắc mặt hắn càng có vẻ tái nhợt hơn, có loại cảm giác khôi ngô kỳ lạ. Đôi môi mỏng hầu như không còn chút huyết sắc nào cong lên, cười yếu ớt nói, cậu có biết nguồn gốc của ngôi biệt thự này không? Không biết, lục tử cương không biết vì sao hồ thiếu gia này đối với mình có vài phần kính trọng, Rõ ràng trước đó trên bàn cơm lãnh đạm như vậy, cùng người khác như cách xa ngàn dặm, nhưng hắn lại tốt như vậy nói về chuyện xưa của biệt thự này, mà nếu như Hồ Thiếu Gia là người thân của Dư Lão, như vậy chắc chắn sẽ biết điều gì đó. Hồ Hợi đưa tay gõ gõ liễu diệp đao trên bàn, thân đao phát ra tiếng bong bong trong trèo. Hắn buông đôi mắt phượng, mi mắt dài màu bạc hạ xuống che đi tâm tình ẩn sâu trong đôi mắt màu đỏ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lúc thật lâu thật lâu trước đây có một đôi anh em bọn họ rất thích chơi lục bắc kỳ bình thường em trai hay thua dưới tay anh cả tuy rằng nhiều lần muốn đánh bại nhưng vẫn khi thua khi thắng lục tử cương nhìn đầu ngón tay tái nhợt như trong suốt của hồ hợi có chút bàng hoàng cậu có thể tưởng tượng hai người thanh niên đánh cờ bình thường có một người thua luôn không phục cảnh tượng này cứ quấn lấy người kia hồ hợi khép hờ hai mắt dưới tia sáng mờ mịt khuôn mặt tái nhợt của ham mang theo vẻ đẹp không bình thường khóe môi hiện ra sự cay đắng khẽ nói đôi anh em đó quá mức si mê lục bắc kỳ vì vậy anh cả được một người bạn đề nghị xây dựng biệt viện như bàn cờ lục bắc kỳ huynh đệ hai người đều tán thành cuối cùng ngôi biệt thự này do sư phụ của bạn huynh trường thiết kế nhưng trong đó trải qua rất nhiều trắc trở đợi đến lúc biệt thự này xây xong huynh trường cũng qua đời Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 2. Huyền sắc. Chương 12, Lục Bắc Kỳ 2. Lục Tử Cương không nói gì cả, bởi vì cậu không biết phải nói gì. Vốn là cậu rất vụng nói, lúc này nghe hồ hợi kể lại chuyện của người khác, nhưng trong lời nói chứa tình cảm chân thật, như là đang nói những chuyện mình đã trải qua. Em trai xây được biệt thự này, nhưng không có ai cùng hắn ta đánh cờ nữa. Lục Tử Cương thấy vẻ mặt vị hồ thiếu gia này có vẻ buồn phiền, lúc lâu cũng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ nói, thì ra ngôi biệt thự này vì thế mà xây dựng thành, thực sự làm người ta thổn thức mà. Nói những lời này nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, đã là đồ cổ, cái nào không có chuyện xưa, so sánh với lịch sử tòa nhà này có chút bình thường, không có du dương lên xuống rung động đến tâm can. Hồ Hợi chậm rãi mở đôi mắt lộ ra đôi đồng tử màu đỏ xinh đẹp, khí chất cả người biến hóa trong khoảnh khắc. môi mỏng lộ ra ý cười âm hiểm, người em ở trong môi nhà đầy lưu luyến. bọn hạ nhân muốn lấy lòng, đề nghị không bằng sử dụng môi biệt thự này mời người đến chơi lục bắc kỳ. quy tắc vậy thôi. ngược lại hôm nay chúng ta chơi giống nhau, chỉ có một lần cùng chú họ đánh cờ, thì thuộc hạ có tranh chấp, người bị đoạt đau không cam chịu. lần đánh cờ đó không cẩn thận đoạt mạng người. Theo âm thanh hắn nói, một cơn gió lạnh thổi qua lương đình, hơi lạnh thấu xương xâm nhập, làm lục tử cương chịu không được dùng mình một cái. Bởi vì lục bắc kỳ đã dính máu người chết, nên không thể cứu vãn được, cuối cùng bỗng chốc đã chết bảy người. Cuối cùng người em chơi cờ lại thua bởi chú của mình, bỗng nhiên người em phát hiện ra chú ruột đã gần 50 tuổi, lại có thể bỗng chốc mà trẻ gần 10 tuổi. Cái gì? Lục tử cương nghẹn ngào la lớn, Điều này sao có thể? Có lẽ là người xây dựng biệt thự này cố tình thiết kế, bài trí biệt thự này thành một trận pháp phong thủy, biết đâu là dùng bí pháp để làm nên một bàn cờ Lục Bác Kỳ kỳ lạ, chỉ cần thắng trong ván Lục Bác Kỳ, đối phương chết đi vài người, người thắng có thể trẻ lại vài tuổi. Trong ánh mắt màu đỏ của Hồ Hợi lóe lên tia sáng làm người khác run sợ, chậm rãi nói, nói cách khác, đây là dùng sinh mệnh để chơi Lục Bác Kỳ lục tử cương cứng họng đối với lời nói của hồ thiếu gia nửa lời cậu cũng không tin nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng từ đâu mà đến trong lúc mờ mịt một tiếng thét chói tai thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm mạnh mẽ xé tan bầu trời dưới lớp ngụy trang vắng vẻ hồ hợi nhìn đôi mắt hoảng loạn của lục tử cương ánh mắt đỏ hơi nheo lại ván cờ đã bắt đầu rồi tiếng thét thảm thiết chói tai im bặt giống như máy phát nhạc cũ bị người ta ấn nút tạm ngừng trong bóng đêm khôi phục lại sự bình tĩnh thông thường nhưng rốt cuộc lục tử cương cũng ngồi không yên cậu đứng dậy lao ra khỏi lương đình vừa chạy theo hướng phát ra tiếng thét chói tai một bên lấy ra di động tuy rằng không có tín hiệu nhưng màn hình di động có thể chiếu sáng vào ban đêm chiếu sáng đường đi dưới chân cậu lục tử cương thấy được cách đó không xa là chiếc cầu hình vòm nhưng không thấy bất cứ hình bóng của ai cả sau đó đột nhiên cậu dừng bước bởi vì cậu thấy được màu máu tươi đỏ thẫm đang chảy dần dần từ mặt nghiêng chảy xuôi xuống giống như con rắn đang trườn về phía trước một cảm giác lạnh lẽo cả người từ mắt cá chân len lỏi lên lưng lục từ cương cảm thấy máu nóng cả người bị đông cứng trong nháy mắt dưới chân của cậu có một chiếc mắt kính gọng vàng bị nghiền nát thấu kính bị ai đó đạp đến nát bấy giọng kính vạn vẹo nằm trên mặt đất, nơi màn hình điện thoại chiếu giỏi, phản chiếu chói mắt. Đây là mắt kính của nghiêm ngạo, giọng nói của hồ hợi vang lên từ phía sau lục tử cương. Lục tử cương nhìn thấy cổ tay của mình bị hồ thiếu gia nắm, kéo điện thoại di động trên tay cậu chiếu lên cầu hình vòm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy cảnh thảm thương kia, tay lục tử cương run run, điện thoại di động rơi trên mặt đất lạch cạch một tiếng, xung quanh lại tối tăm lần nữa. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Lục Tử Cương thấy rõ ràng, cậu chưa từng căm ghét thị lực 1,5 của mình như vậy. Nghiêm Ngạo đã chết, không ai có thể sau khi đầu và thân thể bị tách rời, còn có thể sống sót. Cho nên Lục Tử Cương thấy cậu không cần phải đi lên xác nhận lại, thị lực cậu tốt đến nỗi, thậm chí có thể nhìn từ vết thương trên cổ, cũng có thể đoán chắc là Nghiêm Ngạo bị vũ khí sắc bén cắt mà xung quanh lại không thấy đao, càng chứng minh thanh đao của nghiêm ngạo cũng bị hung thủ cướp đi rồi. Trong óc lục tử cương loạn ong ong, chẳng lẽ ngay từ đầu những lời hồ hợi nói không hề lừa cậu? Đều là sự thật. Không tin sao? Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi xem đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hồ hợi vang bên tai lục tử cương, chỉ cảm thấy thân thể phía sau bị hắn chạm vào, cả người như bị ném vào hầm băng, không thể động đậy chỉ có thể cứng lại một chỗ mặc cho chính mình bị đối phương kéo vào một cây trong rừng. Tiếng gió thổi gào thét bên cạnh, lục tử cương bị hồ hởi dùng tốc độ siêu việt lạ thường kéo đi qua hết đình viện, đi đến một lương đỉnh phía tây nam. Lương đỉnh này và chỗ trước đó cậu ngồi giống nhau y như đúc, nghĩ trong biệt thự này hẳn là dùng thiết kế đối xứng. Lúc này trong lương đình dưới đèn lồng có một thanh niên cúi đầu nhìn như vĩ đao trong tay. Không biết đó là lâm mặc hay là lâm nhiễn, anh em họ Lâm lớn lên rất giống nhau, Lục Tử Cương không hề nhìn ra. Nhưng mà xem người này đối với hoa văn trên cán đao của Như Vĩ đao rất hứng thú, chắc là thuộc chuyên ngành sử lâm nghiễn. Nghe nói anh của cậu ta Lâm Mặc học chuyên ngành máy tính, hẳn là sẽ không say mê như vậy. Thật ra Lục Bắc Kỳ không đơn giản chỉ có một quân kiêu và năm quân tán. Nội quy quân đội thời Xuân Thu chiến quốc, có 5 người nhập bọn, ngoài ra còn có một người đội trưởng tổng cộng 6 người một đội. Mà trên thực tế lục bác kỳ hai quân tắc, còn lại phân biệt là thị, độc, chỉ, lô, kiêu. Vừa rồi quân tắc bị giết, kế tiếp chắc là quân độc rồi. Hồ hợi bình thản giải thích bên tai lục tử cương, giống như là giải thích cách đánh cờ bình thường. Sau lưng lục tử cương mướt mồ hôi lạnh, nghiêm ngạo và lâm nhiễn đều thuộc về đội chú họ, nghiêm ngạo đã bị giết. Vậy theo cách giải thích của hồ thiếu gia này, thì người bị giết kế tiếp chính là Lâm Nghiễn sao? Lúc này cậu không rảnh để tự hỏi vì sao Lục Bắc Kỳ lại chiếm đoạt tính mệnh con người. Đã có một người chết rồi, cậu không thể để sự việc tiếp tục chuyển biến sâu hơn nữa. Lục tử cương há miệng, muốn cảnh báo người trong lương đình, nhưng cậu phát hiện một tiếng cậu cũng không nói lên được. Ván cờ đã bắt đầu rồi, cậu không thể dừng lại giữa chừng được. Như là hồ hội biết lục tử cương muốn nói gì đó, thản nhiên nói, việc gì đến đều sẽ đến, sao không xem vở kịch hay này. Lục tử cương nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện có bóng dáng một người đi từng bước vào lương đình, mà trong tay người nọ, đang nắm một thanh hoàn thủ đao, thần đao thon dài phản xạ tia sáng đèn lồng, lộ ra hàn ý dọa người. Lầm nghiến chỉ ngừng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cúi xuống, ánh mắt không nỡ rời khỏi như vĩ đao trong tay, vui mừng cười nói, anh, như vĩ đao này thật là đồ cổ nha. Được rồi, đem đao trong tay anh cho em nhìn một cái. Không phải em kêu anh chọn hoàn thủ đao triều đại hán sao? Em vẫn muốn chạm vào hoàn thủ đao trong truyền thuyết đó. Những thứ dư lão siêu tầm thật là không thể xem thường mà. Lúc này Lục Tử Cương đã thấy rõ mặt mũi người nọ. Người nọ và Lâm Nghiễn có gương mặt y như nhau, nhưng mà nét mặt vô cùng kỳ lạ, như là đang chịu đựng cái gì, hoặc là đang chống lại cái gì đó. Âm thanh như u hồn của hồ hởi vừa đúng lúc vang lên, còn nhớ đôi anh em không? Sau khi người em biết được, chỉ cần viết tên người lên lục bắc kỳ, thì người đó sẽ trở thành quân cờ trên bàn cờ, mặc cho kiêu kỳ bài bố. Mà đao cầm trong tay oán khí càng nhiều, lại có thể điều khiển tâm trạng người cầm đao. Ngày xưa đao đều biến thành công cụ giết người, mà bây giờ đao bám vào thân thể người, khống chế thần trí để giết người không phải đó là một việc rất thú vị sao? Lục tử cương nghe được trong lòng run sở, cậu nhớ đến cảm giác khó chịu khi cầm liễu diệp đao, hết sức may mắn khi lập tức thả liễu diệp đao xuống. Bây giờ, nhìn tình cảnh của anh em nhà họ Lâm như vậy, rõ ràng là một người bị nghiêu vĩ đao mê hoặc mà người kia bị hoàn thủ đao khống chế. Những thanh đao này đều khát hơn một ngàn năm, rất muốn uống máu người. Kèm theo lời nói âm trầm của hồ hởi, lục tử cương thấy lâm nghiễn giơ lên hoàn thủ đao phía sau lưng lâm mặc mà lâm nghiễn lại hoàn toàn chưa phát hiện ra cúi đầu nhìn nghiêu vĩ đao trong tay lưỡi đao phản xạ ánh sáng làm hai mắt lục tử cương nhoi nhói hà hà chỉ cần hai quân cờ gặp nhau thì tất nhiên sẽ có một quân cờ bị ăn tươi huynh đệ tương tàn ngược lại là một tiết mục hiếm thấy hồ hợi thì thào nói như là chạm đến tiếng lòng sâu trong nội tâm hắn có chút bàng hoàng một chút thiện cảm trong lòng của Lục Tử Cương đối với Hồ thiếu gia này hầu như đã biến mất, không còn, rõ ràng là cuộc gặp gỡ này đều do Dư lão bố trí tất cả, mà thân là người thân của Dư lão, Hồ Hợi có thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao? Nếu biết cuộc thảm sát sẽ xảy ra, còn khoanh tay đứng nhìn, như vậy thật là quá đáng. Đúng là lòng Lục Tử Cương nóng như lửa đốt, nhưng không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không thể chỉ có thể khoanh tay không có cách nào nhìn hoàn thủ đao lốm đốm vết dì sét run rẩy tiếp đó vung lên xuống. Lưỡi đao vẽ một đường vòng cung hoa mỹ trong không trung, sau đó âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể người vang lên. Anh, lầm nghiễn ném như vĩ đao trong tay, hoảng sợ đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của lâm mặc, nhìn hoàn thủ đao cắm vào trên bụng, không hiểu vì sao anh lại tự làm mình bị thương như vậy. Chật, không thú vị. Hồ hợi biểu môi vứt lại câu nhận xét như vậy, tung lấy lục tử cương đang núp sau rừng cây, rời khỏi sân. Xa xa còn mơ hồ nghe được kêu gào tê tâm liệt phế của Lâm Nghiễn, cuối cùng biến mất im ắng. Toàn bộ biệt thự giống như mộ phần thật lớn, yên tĩnh như chết. Lục tử cương tận mắt thấy thảm kịch, nhưng không thể nào ngăn cản được, tức giận đến dựng tóc gáy, ánh mắt nhìn hồ hợi đều lộ ra lửa giận muốn thiêu người nhưng hồ hợi cực kỳ bình tĩnh, kéo lục tử cương đi qua toàn bộ biệt thự, đến một hòn non bộ dừng lại. Lục tử cương mới vừa đứng yên, lại nghe được tiếng một nam một nữ cãi vã, mới vừa rồi có một màn thảm kịch, cậu lập tức nhìn về phía hành lang gấp khúc bên kia. Chỉ thấy hai người đang cãi nhau chính là vợ chồng Ngụy Trắc Nhiên và Hạ Thiền, tuy rằng hai người bọn họ một người cầm trên tay cửu hoàn đao, người còn lại cầm một thanh chỉ thủ phong phá đao, nhưng đều là cầm hờ hơn nữa nghe bọn họ cãi nhau, vẫn là cách ăn nói của vợ chồng. Tuy là bên ngoài ở trước mặt mọi người cặp đôi Ngụy Hà có vẻ vợ chồng hòa hợp, nhưng mỗi nhà đều có những chuyện khó nói. Hai người này hết sức xuất sắc, ở đại học vừa gặp đã yêu, mến mộ nhau, là thần tiên quyến lữ mà ai cũng hâm mộ. Nhưng những chuyện vụn vặt phức tạp sau hôn nhân, phiền muộn về công việc, xung đột càng nhiều hơn, thường thường việc nhỏ cũng bắt đầu cãi nhau sau đó ai cũng không chịu thua đối phương. Như vậy tình cảm càng không thể giữ vững, cũng sẽ dễ xảy ra dạn nứt. Mà bây giờ hai người cãi nhau đã hoàn toàn quên đi nguyên nhân ban đầu, chuyện hạt mè củ tỏi cũng kéo ra nói, ầm ĩ trời long đất lờ. Tính tình ngụy chắc nhiên vốn ít nói, nhưng không thể chịu nổi hạ thiền khéo mồm khéo miệng, có đôi khi bị nói khó nghe, trong cơn tức giận cũng sẽ đáp trả một hai câu. Mà hạ thiền càng không bỏ qua, Mọi chuyện càng xấu đi, hai người bọn họ đều biết sẽ không có kết quả tốt, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng không chịu lùi bước. Lục Tử Cương ở trong tối nghe hai người nói chuyện cá nhân, không khỏi có chút lúng túng, nghĩ thầm bị Hồ thiếu gia kéo tới nơi này, không phải đứng ở xó nhà nghe chuyện vợ chồng con cái nhà người ta chứ. Hơn nữa hung thủ giết chết Nghiêm Ngạo đến giờ còn chưa biết được, đôi vợ chồng này chắc chắn là có một người không canh giữ vị trí của mình lén đi đến chỗ này cùng nhau nếu không phải nhìn thấy thảm kịch ở hai nơi lục tử cương sẽ không xem ván cờ lục bắc kỳ này là nghiêm túc nhưng ngôi biệt thự này thật sự đã thành bàn cờ lục bắc kỳ hiển nhiên là cậu lo cho an nguy của những người khác về phần chú của cậu hiện tại là một kiêu kỳ tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm nhưng cậu phải làm sao mới có thể phá giải bàn cờ này đang lúc lục tử cương lo lắng làm sao thoát khỏi việc không thể nhúc nhích cũng không thể cảnh báo nguy hiểm, bộ đàm bên hông hạ thiền bỗng nhiên vang lên. Tiếng ho khan của dư lão vang lên rõ ràng, phân tàu cùng tiến, đảo tương bách ta. Lô kỳ đi năm, an chỉ kỳ. Lục tử cương nghe không hiểu thuật ngữ dư lão nói, nhưng thấy rõ rằng tay hạ thiền nắm chặt trùy thủ, nét mặt trên mặt cũng trở nên kỳ lạ. Lục tử cương vừa thấy liền thầm nghĩ không tốt, sắc mặt trên mặt hạ thiền bây giờ, cùng với lâm mặc giống y như nhau trên quân cờ viết tên người nào không thể làm trái với mệnh lệnh của kiêu kỳ hồ hợi ở bên cạnh rất có lòng giải thích tâm trạng lục tử cương lạnh lẽo nhớ đến hình ảnh lâm mặc thà rằng đâm chính mình cũng không nguyện làm bị thương em mình hoàn toàn tin theo lời hồ hợi trên thực tế từ khi hồ hợi xuất hiện trước mặt cậu tuy rằng mỗi câu đều không hề lịch sử nhưng không hề có một câu nói dối chẳng lẽ cậu cứ như vậy khoanh tay không có cách nào thờ ơ nhìn một màn thảm kịch xảy ra thấy một sinh mệnh ở trước mặt tiêu tan lục tử cương vắt hết óc bắt đầu nhớ lại từng câu nói của hồ hơi chỉ cần có tên trên quân cờ sao xem ra hồ thiếu gia này viết tên thật nhưng mà viết thì không thể nói lên dư lão kia cùng hắn có quan hệ thân thích mà nhưng nếu thật là có quan hệ thân thích vì sao trong lời nói không thấy có bất kỳ sự cung kính nào trái lại rất kỳ lạ Chờ đã, cậu cũng viết tên mình lên quân cờ kia mà. Sao không có cảm giác bị khống chế? Chính là nói chú họ không có động vào quân cờ của cậu. Bên này lòng lục tử cương như lửa đốt, bên kia hạ thiền không nghe thời mệnh lệnh của dư lão mà ra tay với chồng mình. Hạ thiền cầm trong tay chính là một thanh trùy thủ giống phá phong đao. Cô ghét những thanh đao vừa nặng vừa lớn, cho nên chọn một thanh đao cổ vừa vặn nhanh nhẹn. Từ sau khi nghe dư lão nói trong bộ đàm, cô cảm thấy sát ý trong lòng đối với ngụy trác nhiên giống như là dòng nước khi vỡ đê làm tan vỡ trái tim cô sau khi kết hôn mẹ chồng luôn bất mãn với cô chỉ chú ý công việc làm việc nhà lấy lệ không muốn vứt bỏ sự nghiệp càng thăng tiến để sinh con cái làm cổ tay cô cầm đau mà không ngừng run rẩy nhưng mặc dù như thế sao cô có thể xuống ta với chồng mình được hạ thiển cắn môi dưới dùng sự đau đớn để duy trì sự tỉnh táo Lúc này cô đã nhận ra có gì đó bất thường. Mà cổ tay ngụy chắc nhiên khẽ động, đem cửu hoàn đao nặng nề đặt ngang trước mặt, vòng sắt trên sóng đao len keng rung động, trong buổi đêm vắng vẻ âm thanh phát ra có vẻ lanh lành. Anh làm cái gì vậy? Hạ thiền hoàng hồn không thể bình tĩnh được nhìn ngụy chắc nhiên như thay đổi thành một người khác. Trong hai người chúng ta, chỉ có một người có thể sống tiếp, đêm nay chúng ta chấm dứt hết đi sắc mặt ngụy trác nhiên vô cùng quái dị, giọng nói không linh hoạt. Lục Tử Cương hơi bị ngạc nhiên, dư lão là bên đối phương, ông ta chỉ ra lệnh cho hạ thiền, vì sao ngụy trác nhiên ở tổ khác cũng bị khống chế? Nếu như đối phương không động thủ, vậy bên đội kia sẽ giành công kích trước sao? Chẳng lẽ nói đau này chỉ là cầu nối, bọn họ như quân cờ con rối được điều khiển bởi những sợi dây từ kiêu kỳ? như vậy đao trong tay bọn họ như sợi dây nối liền kiêu kỳ và tán kỳ nhưng mà cậu từ sảnh đường cầm liễu diệp đao đã bỏ lại ở lương đình đao ngữ đao nếu không phải cậu có ngữ đao trong tay nói không chừng không thể thoát khỏi liễu diệp đao với lại trước đó không phải trong tay anh em nhà họ lâm không phải đều cầm đao sao phía sau lưng lục từ cương dịn mồ hôi một hồi lo lắng Lúc này cậu muốn nói để đôi vợ chồng kia ném thanh đao trong tay xuống, nhưng cũng giống như trước, chỉ có thể há miệng, nhưng nửa tiếng cũng không phát ra được. Chỉ thấy ngụy trắc nhiên dơ cửu hoàn đao lên, một chút cũng không nề tình cảm vợ chồng đâm một đao về phía Hạ Thiền. Tiếng thét chói tai của Hạ Thiền cũng vang lên theo, ở biệt thự vắng vẻ này tiếng thét cực kỳ chói tai. Bởi vì Hạ Thiền vô ý thức né tránh, nên đường đao của ngụy trắc nhiên cũng thất bại nhưng anh ta cũng không dừng lại như vậy trái lại thanh đao tiếp tục đâm về phía trước hạ thiển bối rối dùng phong phá đao cản lại một chút âm thanh kim loại chạm nhau vang vong trong biệt thự trống trải làm người khác kinh hồn bạt vía vợ chồng vốn là chim trung rừng đại nạn đến đều tự bay đi hồ hợi nhìn thấy cực thú vị khẽ cười nói xem ra trò chơi này cũng không tệ xem bọn họ cãi nhau đến buồn bã như vậy mới thoải mái Lục Tử Cương đã hận hồ hởi đến cực điểm, người này sao lại coi mạng người như cỏ rác. Cậu nhất định phải tìm cách nào đó mói được, nếu không cứ tiếp tục như vậy, mọi người trong biệt thự này sẽ thành chất dinh dưỡng để dư lão kéo dài tuổi thọ. Lục Tử Cương nhớ tới thanh ngữ đao đã giải cứu cậu, liền dùng sức di chuyển ngón tay cứng đờ, mất thật nhiều sức mới có thể chạm đến túi quần. Tuy rằng cách một lớp vải, nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ngữ đao, giống như kinh mạch lạnh băng bị ngừng lại tan đi một chút lục tử cương biết tính toán của mình không sai đợi lúc cổ tay đã nhạy bén vội vã cầm cán ngữ đao may mà sự chú ý của hồ thiếu gia kia đều tập trung vào nơi hành lang gấp khúc cách đó không xa bóng đêm tối tăm tạm thời cũng không chú ý đến động tác mờ ám của cậu trên ngữ đao như có một dòng nước ấm chảy vào thân thể lục tử cương nóng lòng không thể lập tức hoạt động như thường sự thật luôn không giống như mong muốn của cậu. Một phút trôi qua, cánh tay nhỏ bé của cậu mới có thể cử động. May mà đôi vợ chồng bên kia chưa có xác định sống chết, chỉ có ánh đao vung vẩy đáng sợ, tiếng thét kêu cứu mạng chói tai của Hạ Thiền không dứt bên tai. Tuy rằng nghe hơi thảm thiết, nhưng nghe vẫn còn sức lực, không cần xem cũng biết cô nàng chưa có nửa điểm thương tích. Lục Tử Cương mong bọn họ có thể kéo dài thời gian dài một chút thế nhưng Hạ Thiền đang khiếp sợ không nghĩ vậy. Cô tự thấy rằng tiếng thét chói tai của mình đã đủ vang xa ba dặm rồi. Kết quả đến bây giờ còn không có ai đến cứu cô, nói đúng ra là đã không thể hy vọng vào người khác. Cô lảo đảo một chút, té ngã xuống đất, nhìn nhìn ngụy chắc nhiên cầm đao từng bước một đi về phía mình, thấy mắt cay cay, đường nhìn cũng không rõ. Chắc nhiên, anh thật sự muốn giết em vậy sao? Ngụy chắc nhiên không nói lời thừa anh ta dơ đao lên trả lời câu hỏi của cô. Lúc này Hạ Thiền đã không còn hy vọng, nhưng đã chết tâm với chồng mình, chính cô cũng không muốn chết khi tuổi còn trẻ như vậy. Cho nên trước khi ngụy chắc nhiên hạ đao xuống, cô đã khéo léo nhảy lên từ mặt đất, né qua lưỡi dao sắc bén, nhào tới trong lòng chồng mình. Đem cả phong phá đao trên tay của cô nhào tới. Máu tươi ấm áp nhuộm cả tay của cô, nước mắt hạ thiền rốt cục cũng rơi xuống đừng khóc em trang điểm rất đẹp ngụy trắc nhiên bùi ngùi nói một câu tay trái xoa má của hạ thiền trân trọng thay cô lau đi giọt lệ trong suốt ngày đó lấy em anh đã hứa sẽ không làm em khóc vậy anh vẫn còn trong cơn giận dữ hạ thiền ngẩng đầu muốn hỏi chồng mình sao xuống tay với cô như vậy nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của ngụy trắc nhiên mới đột ngột tỉnh giấc nếu thật sự muốn xuống tay với cô cô chỉ là phụ nữ yếu đuối lại cầm một thanh dao găm ngắn nhỏ sao có thể sống sót nếu đối phương hạ đao lúc này hồi tưởng lại chồng cô chém cô một đao rồi lại một đao tuy rằng thoạt nhìn rất nguy hiểm nhưng mỗi khi xẹt qua thân thể ngay cả một sợi tóc của cô cũng không bị thương một chút như vậy em sẽ không quên anh ngụy trắc nhiên mỉm cười pha lẫn sự đắc ý anh thật sự là cố ý mặc dù hai người yêu nhau nhưng tình cảm vợ chồng và quan hệ huyết thống không giống nhau, đầy thăm dò và tương tác. Hạ Thiền do dự làm cho anh Hạ quyết tâm vứt bỏ chính mình, nhưng đồng thời cũng phải làm cho mình có một vết thương. Hạ Thiền rơi lệ đầy mặt, run giọng nói, anh, thật sự là rất tàn nhẫn, đừng bỏ lại em mà. Âm, um, cửu hoàn đao nặng nề rốt cuộc cũng rơi xuống, cuối cùng Ngụy Trác Nhiên không đành lòng nhìn vợ mình lần cuối, chậm rãi nhắm mắt lại a à, hạ thiền ôm ngụy trác nhiên thống khổ tột cùng anh vừa lòng rồi chứ lục tử cương khó khăn cất tiếng nói được mấy chứ cậu vừa mới có thể nói hơn nữa âm thanh không thể quá lớn gần như là thì thầm rốt cuộc anh muốn xác nhận cái gì hồ hởi sững sờ nhìn cô gái vô cùng đau khổ ở hành lang gấp khúc có chút thất thần lục tử cương nhìn bộ dáng lơ đễnh của hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều trong tay cậu cầm ngữ đao thật lòng muốn đâm một đao vào cậu thiếu niên có lòng dạ sắt đá này. Nhưng ngữ đao không thể thấy máu, điều này lúc ông chủ á xá tặng đao đã đặc biệt căn dặn. Huống chi cậu không phải cảnh sát, cũng chẳng phải quan tòa, không có quyền xét xử sinh mệnh người khác. Cho nên lục tử cương chỉ phải cắn răng, xoay người dựa vào hòn non bộ đi đến nơi sảnh đường. Không biết vì sao hồ hợi chưa đi theo, nhưng lục tử cương không có tâm tư để tự hỏi nữa cậu biết nếu ván cờ đã bắt đầu kết thúc vậy quan trọng nhất đó chính là kiêu kỳ chỉ cần kiểm soát tốt kiêu kỳ cũng sẽ không chế cả bàn cờ chủ trạch sảnh đường vắng vẻ lạnh lẽo ngay cả một người hầu hạ cũng không có lục tử cương nhìn thấy phòng vắng vẻ ánh nến trong đèn lồng bị bình phong vây quanh chậm rãi cháy lục tử cương nín thở đi qua nhưng hoảng sợ phát hiện trong bình phong không có ai trên bàn tròn to lớn chỉ có một bộ lục bát kỳ quân cờ không ai kiểm soát, nhưng lại tự động đi lại trên bàn cờ. Ngoài bàn cờ đặt bốn quân cờ, tên người trên đó đã tan biến hoàn toàn, chắc có nghĩa là bọn họ đã bị giết chết. Mà kiêu kỳ viết tên dư lão dường như chảy ra giọt máu, làm cho người nhìn sờn da gà. Lục tử cương không biết làm thế nào cho phải, cậu đã từng nghĩ dư lão là một ông lão bảy, 80 tuổi, chỉ cần khống chế ông ta là cậu có thể cho ngừng bàn cờ này nhưng cậu không ngờ ở đây chẳng có ai hết mà quân cờ lại tự đi chẳng lẽ nói lục bắc kỳ đã thành tinh tự có ý thức tuy rằng lục tử cương kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật nhưng lại tự nghiệm xuyên qua vô tự bi kỳ lạ cũng ít nhiều tin rằng trên thế gian cũng sẽ có những chuyện không cách nào giải thích được tồn tại nhưng hiện tại cậu phải làm sao bây giờ ngay lúc lục tử cương đang do dự cậu mở to mắt nhìn quân cờ trên bàn cờ lần lượt bị ăn trên mặt tên từng người rồi lại từng người biến mất cuối cùng chỉ còn lại dư lão chú họ hồ hợi an nặc và tên của cậu an nặc là sát thủ đắc lực bên cạnh dư lão đa số mọi người đều chết dưới tay nàng ta ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ lúc này lục tử cương đã đoán được bản lục bắc kỳ này không hề chơi theo quy tắc mà đơn giản là là chiếm đoạt sinh mệnh mà thôi mắt cậu thấy quân cờ của an nặc đến gần vị trí của chú họ cậu không dám do dự nữa nắm đao hướng đến kiêu kỳ hồng sắc kia gọt đi. Ngữ đao vốn là dao mài ngọc tước ngọc như bùn, một đao hạ xuống như cắt đậu hũ, đem kiêu kỳ cắt thành hai nửa. Lục tử cương quay đầu lại nhìn về phía bên kia bàn cờ, phát hiện mình đã chậm một bước, thấy kiêu kỳ của chú họ đã bị ăn nặc ăn tươi, chu sa viết tên chậm rãi nhạt dần. 4. Tiểu cương, tiểu cương, đứa nhóc này, sao lại uống say đến như vậy? bên tai bên tai vang lên tiếng nói như tiếng chiêng lục tử cương nhíu mày mở mắt phát hiện mình lại dựa vào bàn ngủ xung quanh những người vừa uống rượu lúc này đều tâm tình bất định nhìn lẫn nhau nghiêm ngạo đeo mắt kính gọng vàng trái lại nhiều lần vuốt đầu mình như là xác nhận cái gì đó những người khác cũng phản ứng không khác ông ta đều không hẹn mà cùng vuốt ngực hoặc là cổ lâm nghiễn cũng nhảy dựng lên đánh anh mình một cái sau đó lại nhảy qua ôm chặt lấy Hạ Thiền lại nhìn chằm chằm và Ngụy Trác Nhiên đang cười yếu ớt, vành mắt thoáng đỏ. Lục Tử Cương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tên thiếu niên tóc bạc hù hợi và cô gái xinh đẹp an nặc không thấy nữa. Mà dư lão nằm sấp vào bàn, một chút động tĩnh cũng không có, nên cố gắng đứng dậy gọi ông ta. Những người khác cũng nhận thấy được có gì đó bất thường, mới phát hiện dư lão đã mất, xem chừng ông ta bị nhồi máu cơ tim. Trần Miểu thận trọng đứng lên đi ra ngoài nghĩ cách tìm người hầu để liên hệ với bên ngoài. Ngô ngữ thì lại ồn ào muốn tìm ăn nặc kia. Chú họ mờ mịt bối rối, bởi vì ông không có chút ký ức nào, có lẽ được kiêu kỳ đặc biệt yêu đã. Một lúc trong phòng loạn thành một đoàn, mà lục từ cương lại nhìn lục bác kỳ trên bàn lặng lẽ không nói gì. Bọn họ đều ngồi lại vị trí như trước, như vậy rất có thể linh hồn mọi người viết tên lên trên lục bắc kỳ trong khoảnh khắc bị hút vào trong bàn cờ hiện tại trên bàn cờ, có một kiêu kỳ bị cắt làm hai, còn lại ba quân cờ, trên đó còn viết tên hồ hợi, an nặc và tên của cậu. Có lẽ vì cậu dùng ngoại lực phá hủy kiêu kỳ, mà bản lục bác kỳ này mới không thật sự đoạt đi tính mạng mọi người, bằng không chờ đến khi ván cờ kết thúc. Người có thể tỉnh lại e rằng chỉ có một mình dư lão, bọn họ sẽ chết vì bệnh cấp tính. Vì không ai chịu chạm vào lục bác kỳ, Lục Từ Cương không thể làm gì khác hơn là tự tay dọn bàn Lục Bắc Kỳ, để lại vào hộp gỗ. Có thể nói vì cậu không bị Lục Bắc Kỳ khống chế, không có trải qua cảm giác vị giết chết, cho nên trong lòng cũng không có nhiều sợ hãi. Trong phòng trống rỗng có vẻ rất áp lực, những người khác đều không đợi được nữa, lần lượt rời đi, chú họ la hét xui xẻo cũng rời đi. Thì thể của Dư lão được khiêng xuống an trí thỏa dáng, cuối cùng có nghiêm ngạo đến gần đề nghị khẽ với Lục Tử Cương, đem thứ này đốt đi. Ông ta nói xong lời đó vẫn còn run rẩy, hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Nhưng Lục Tử Cương lắc đầu, nếu không phải tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, cậu sẽ không cắt đứt kiêu kỳ. Đồ cổ bảo vệ còn không kịp, sao cậu có thể phá hư chứ? Nhớ đến cảnh ván cờ cho đến bây giờ, Lục Tử Cương xúc động nói, tuy rằng đao kiếm vô cùng sắc bén, nhưng không phải là hung khí anh có thể dùng để giết người cũng có thể dùng để bảo vệ người mà mình thương yêu bản lục bắc kỳ này tuy rằng nguy hiểm nhưng dù sao cũng là đồ cổ nếu như đem nó và biệt thự này tách xa nhau nó sẽ không quấy phá nữa tôi biết một ông chủ của cửa hàng đồ cổ anh ta chuyên thu mua đồ hiếm lạ kỳ quái đem bàn cờ này đặt nơi anh ta trước đi nghiêm ngạo còn muốn khuyên nhưng sợ chính mình chạm vào sẽ xui xẻo liền thở dài vội vã rời đi Lục tử cương cảm giác người mới vừa rời đi không chỉ có mình nghiêm ngạo. Cậu nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện được gì. Lắc đầu cười mình đã sợ hãi quá mức, tiếp tục cẩn thận sắp đặt lục bác kỳ. Lúc thu lại quân cờ, lục tử cương nhìn ba quân cờ cuối cùng có tên bằng chu sa, thấy cực kỳ chói mắt, liền dùng tay áo chùi một quân. Tên của An Nặc rất dễ bị lau đi, nhưng tên Hồ Hợi và tên cậu không thể nào chùi ra được lau không được cũng chẳng có gì đâu. Lục tử cương nhíu mày, lúc này mới cảm thấy trong phòng treo đầy cổ đao có hàn khí bức người, vội vàng thu lục bắc kỳ vào hộp gỗ rồi rời đi. Trong chỗ tối tăm của biệt thự, hồ hợi nhìn an nặc trên mặt đất đã không còn tiếng động nào, thu lại minh hồng đao, lắc lắc vết máu trên đó. Người có ngữ đao, ta cũng có minh hồng đao, ai nói bàn cờ này đã chơi xong, lông mi màu bạc của hồ hợi khẽ run, lộ ra đôi mắt màu đỏ đoạt nhân tâm phách bên trong không che giấu chút tàn nhẫn nào mình hồng đao nhanh chóng biến thành một chú chim nhỏ màu đỏ dễ thương nhảy lên vai trái của hồ hợi cúi đầu theo thói quen trải vai sợi lông hồ hợi dùng tay vuốt cổ và lưng con chim nhỏ đôi mắt sắc bén dần dịu lại nhớ lúc trong phòng nghe trộm câu nói kia đoán chừng là người đó hoàng huynh sẽ là ngươi sao phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn